được hả đi em? Sao không nghe vậy? Rửa mặt bằng cùng chỏ. Trời ơi, dễ thương nha bé. Là... đúng rồi. Hít vào, giữ 1-2 giây thở ra. À, tiếp theo sẽ là động tác con mèo lười. Áo này được tài trợ. Tài trợ. Hỡi. Sorry. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của chị. Hôm nay chị có một khách mời rất là đặc biệt. Thôi được rồi, sao đó, tôi mới đi coi. Hôm nay tiên có một gì quá hết hồn luôn. Hôm nay Tiên có một người bạn đã có channel Tiên 2 tuần trước rồi, nhưng mà hôm nay các bạn request quá nhiều cho part 2, cho nên hôm nay ta-da, Winnie Machine. Ok, thì hôm nay tụi mình sẽ làm thêm một cái challenge nữa, nhưng mà nó không phải là true or dare, nó không phải thôi. Nó sẽ làm một cái challenge là vừa skincare vừa làm challenge của mọi người. Đó, thì là mọi người đã gửi rất là nhiều challenge cho tụi mình, cho nên là mỗi một bước skincare thì tụi mình sẽ làm một challenge cho mọi người nha. Đầu tiên là 7 trang, thì mọi người kêu là ngậm chanh và hát một câu. Ngậm chanh sao hát được? Không, bước đầu tiên tụi mình sẽ rửa tay. Rồi, rửa tay đi. Xong rồi mình ngậm chanh, xong rồi mình remove, xong rồi mình vừa remove mình vừa hát luôn. Ok. Mọi người muốn mình xong karaoke em mà chị hát dở lắm, cho nên là em hát dở không chị? Không, em ơi, chị biết karaoke em không. Rồi giờ bây giờ em hát sẵn cho chị coi. Thôi, nhưng mà hát thiệt. Cô sao đưa mắt lên tâm nhìn. Trời ơi, tôi đang đau tử luôn á, vô, cheers. Bây giờ ngoài ngậm chanh luôn phải không? Rồi, bước đầu tiên đúng không? Hát luôn hả? Hát luôn. Hát bây giờ hát cái gì? Hát cái gì? Đi đu đưa đi đi. Rồi, hai. Nước đi hết mình mất rồi. Nước đi hết mình mất rồi. Nước đi hết mình mất rồi. Lắng lưu cho hết mùa này mà dùng. Chứ nào không thuộc rồi. Mình cứ mua cái thôi. Chứ muốn rồi. Nước đi hết mình mất rồi. Hết rồi. Ôi giờ không phải là hứa. Rồi đó, đúng rồi, đáng rồi cầm quế. Anh nói đúng không? Bà đứng á. Bà đứng á. Bà hát là bà đứng. Bà đây nè. Ôi giờ không phải là hứa các bạn. Hắt bị giống như tiếp tới là sẽ tới rồi rửa mặt. Từ từ để coi các bạn nhiều người toàn cho mình hát không à. Hát gì mới được. Hát gì được hả đi em? Sao không nghe vậy? Rửa mặt bằng cùng chỏ. Trời ơi, dễ thương nha bé. Là... khó bé, trời khó bé. Không, rửa mặt cho nhau. Rất là khó nha bé, uống sàn nha bé. Ui chỏ rồi bé. Không, bây giờ là rửa tay đi. À, rửa mặt cho nhau thôi. Rửa mặt nhau nha. Wow, biết là mặt lại bòi á. Tiên xài skin 004 nha mọi người. À, biết cái này rồi. Rồi. Ai? Bắt. Khó gì vậy? Wow. Mọi người đánh thằng gì luôn nha. Wow. Thật cái bác sạch chứ chị, em đổ xuống cỏ chị luôn. Nhắm lại. Nhưng mà người rửa mấy salon nghĩ vậy? Tại vì salon rửa mặt xịn lắm. Xịn đâu có salon hả? Ừ đúng rồi. Thiệt hả? Ừ. Anh muốn salon nhiều lấy cho boy nữa. Anh đụng mà lấy UMO được kia. Tắm lên nhiều bọt. Có xài rồi chứ. Có tầm kìa. Rồi ok. Có tầm kìa. Hay quá. Thì sau khi rửa mặt xong thì sẽ tới bước đắp mask. Quỳnh Thi đang đắp rồi đúng em không? Em đang đắp cái này nè, cái gì nè. Cái gì Tiên nuôi cho Quỳnh Thi. À, của Innisfree. Yeah. Thì bây giờ Tiên sẽ có một cái máy đắp mặt nạ này UFO Sweden. Tại vì Tiên vừa mới mua nó thôi mà thật sự Tiên rất là thích. Vì cái độ tiện lợi cũng như là cái độ đa năng của nó. Và nó tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho Tiên. Thì bây giờ Tiên sẽ chỉ các bạn cách mà sử dụng cái máy này ha. Đó, thì đầu tiên là nó phải các bạn phải connect your phone. Đó, Tiên sẽ mở cái app này lên, xong rồi sau đó Tiên mở cái máy này lên nữa để connect cái này vô. Cái này tiện luôn em mà. Đúng đắp rồi, đắp hay nữa, đắp rất là hay luôn á. Còn thấy có cái này từ Noel rồi thì Tiên sẽ tối nay thì Tiên sẽ đắp cái này, nó gọi là khối cái này, nó là ban cho ban đêm. Xong rồi bây giờ Tiên sẽ bấm vô cái night nè đó, xong rồi start. Thì lúc mà start đó phải scan một cái code, thì các bạn sẽ scan đằng sau cái miếng mặt nạ này đó. Với lại cái máy này á, nó còn có một cái giọng nói nữa, cho nên là nghe nó rất là nhẹ nhàng mà giống như các bạn đang ở spa luôn. Thì đối với một người mà không có thời gian như Tiên á, thì đây là một cái máy rất rất là hiệu quả. Ban đêm chỉ cần 90 giây thôi đó, mà
kiểu nó là máy làm nóng mà nó làm lạnh luôn, làm nóng lạnh luôn, đúng rồi, nó làm cho cái tinh chất nó hấp thụ da tốt hơn, nhanh hơn, ừ, tốt hơn rất là nhiều. Bây giờ Tiên sẽ bấm start nha. Rồi sau các bạn để nó ra đó. Trời, nó ấm luôn này. Đúng rồi, cái máy này nó có hai cái là làm nóng làm lạnh, với lại nó có ba cái đèn. Hay ghê luôn á. Có ba cái đèn, ừ, cái đèn chống lão hóa, cái đèn trị mụn, với cái đèn làm xây cái lỗ chân lông, ừ, hay làm sáng da, ừ, gì đó. Thì tùy vào cái nhu cầu mà mấy bạn cần sử dụng. Nhưng mà nó nóng quá, đã mà em. Đúng rồi, thật sự gì đó là thích luôn á. Không thiệt, cái này nó thích luôn. Không thiệt gì đó hết luôn á. Em có một cái máy màu xanh dương. Ờ vậy hả? Trời, chị hồi đó chị mua đúng màu hồng. Đúng màu như thích luôn. Màu đi xinh. Wow. Xong rồi thì các bạn sẽ bấm. Nếu mà các bạn muốn làm tiếp như hồi nãy Quỳnh Thi nói thì mình sẽ bấm repeat treatment. Còn không thì các bạn out ra và tắt. Là sau đó là các bạn chỉ cần giữ nguyên cái nút này, sau đó máy sẽ tự tắt luôn. Cái máy thì mấy bạn cũng có thể xài khi mà nó không có điện thoại. Ờ đúng rồi, không có điện thoại cũng bấm thôi, đúng rồi. Không có điện thoại cũng được. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này như chị đi xa luôn em. Đúng rồi, dễ dàng, không có gì đó. Sợ. Cái lại kiểu mà ngồi nghe cái tiếng này này cũng thư giãn. Cái này nói giống như y chang, giống như mỗi lần đi meditation. Đúng rồi, đúng rồi. Yoga vậy. Cái nào tiếng xe vô được. Không được, bé kỳ. Tiếng yoga là và bạn từ từ xoay đều máy trên mặt với chuyển động hình tròn. Hít thở sâu. Đúng rồi. Hít vào giữ 1-2 giây thở ra. Và tiếp theo sẽ là động tác con mèo lười. Chị biết mấy đó không? Có, đâu đó nó con chó. Cái gì chó chồng mông. Đúng rồi, đúng rồi. Không, nhưng mà thật sự tập yoga tốt lắm mọi người. Rất tốt. Ở đây nghe biết sao không? Tụi mình mới đặt tên nhóm á. Ờ đúng rồi. Đó mọi người đi. Đừng click. Click mọi người ai mà không biết á thì được click á là có một cái phim là được click luôn. Thì được click giống như là một nhóm bạn chơi chung với nhau. Và kiểu mọi người ai cũng là kiểu cool rồi kiểu big personality này nọ. Tụi mình đang nói về cái phim ở nhà. Mình chơi chung với nhau. Phim nhau phải tụi mình nha. Mình chỉ lấy cái tên nhóm thôi. Ừ. Thì trong cái trong cái trong cái nhóm tụi mình đó thì sẽ có Shen, Ti, Nguyên, Quỳnh Thi, Tuấn, Ti với lại Chiêu. Hai chị vừa nhảy một skincare đi ạ. Nhảy gì? Cái bài này là Tiên vừa mới nghĩ ra luôn mọi người. Ừ, hay lắm mọi người. Là định quay TikTok. Có nghĩa là tại vì cái bài này á, tại vì cái bài này á là nó chưa có cái động tác gì hết. Chứ Quỳnh Thi nhắn Tiên, Quỳnh Thi nói là chị nghĩ đi rồi mình nhảy. Mà dễ thương lắm. Xong Tiên cũng kiểu ok. Mà Tiên đúng là thích học nhảy luôn á. Kiểu như là rất là nhảy với mấy cái này luôn mọi người. Quỳnh Thi mới kêu Tiên nhờ Tiên hồi chiều mới cách đây cũng mấy tiếng rồi mọi người, mà Tiên đã suy nghĩ ra được hết một khúc luôn á. Quỳnh Thi cảm thấy rất là hay. Các bạn còn suy nghĩ ra còn nhớ luôn mọi người. Trời ơi. Có hay bông nhỏ luôn nhỏ. Hôm nay Tiên sẽ sử dụng toner của Kiehl's mọi người. Dòng bông cúc nha. Bông cúc. Đây. Hôm nay sẽ sử dụng thẳng ra tay luôn. Chưa mà. Lại đi. Trời câu. Rồi. Hôm nay Tiên xài của SK2. Wow, wow. Rồi, ok, rồi, rồi, dữ vậy. Rồi, vô nha. Ờ, tán tỉnh hả? Thế lại không biết tán tỉnh, em không biết tán tỉnh này đâu. Thả tỉnh hả? Mấy câu thả tỉnh như vui vui mấy đứa. Tức mẹ rồi. Anh ơi, gió lạnh gần kề. Bao nhiêu lớp áo một bằng lớp em? Bao nhiêu lớp áo một bằng lớp em? Trời, chết mẹ rồi. Cái gì ta? Cái gì ta? Khoan nha. Cái này em cũng không biết. Không biết tán tỉnh là sao đâu. Cái này mình không bao giờ thả thính đâu. Mọi người thì toàn lên mạng thì nói. Nó xàm, nó nhảm rồi nói hại hước không à. Cánh đồng xanh và mây trắng. Anh yêu nắng hay yêu nóng? What? What the fuck?
Mày đã hứa nó. Trời ghê chưa? Ok. Ok vậy nha. Rồi chắc chưa? Chú đi không có biết chạy thả thính đâu mọi người ơi. Tiếp theo là Tiên sẽ sử dụng mà. Tiên thả thính bằng hình thả. Ôi. Tiên sẽ sử dụng oil. Rồi chị cho em xài gì? Oil luôn không? Hay là muốn xài serum? Serum đi. Serum hả? Đây serum thì chỉ có cái serum này collagen của Nine Wishes. Ok. Ok nha. Đây là những cái loại lạ lạ không? Chị và chị thi thử hát một đoạn bài mình thích nha. Hát đàng hoàng. Hay bài gì? Hát hay hả? Đợi sử dụng nghe. Oil của Drunk Elephant nha mọi người. Hát đi. Nè, vừa xin nghe nè. Bài gì vậy? Cái đàng biết không? Some people live for love. Some people live for the fame. Bài hát tiếp. Thôi còn em là hello. Ok, vô 2, 3. Remember those words I built? Well, baby, that's tumbling down. I didn't even put up a fight. I didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had it down. Yeah. Standing in the light of your halo, I got my angel now. Wow. Ca sĩ. Ok. Mình thì. Bước tiếp theo sẽ là mắt kem. Hôm nay mắt kem tiên xài là của Lip Me. Cho em xài. Mình Lip. Cho xài này đi lạ nè. Mình Lip. Mình thường hay xài của AHA gì đó. Axer. Axer đúng rồi. Chị có luôn. Xài này đi, xài cho lạ. Đây là tiên xài của Mình Lip. Để xài ok không chị? Ok. Xài khi sai. Nice. Ok, cảm ơn. Rồi. Ok, tiếp theo sẽ là một cái challenge cuối cùng. Bây giờ làm quá trời quá đất luôn á. Quá trời quá đất. Ok, cái này hay nè. Top 3 người beauty mà influence tụi mình. Ok, chị nói trước nha. Okay. Thì bây giờ sẽ xài kem dưỡng của Tatcha. Ok. Thì cái người mà influence chị rất là nhiều đó chính là Anjanim. Thì cái chị đó là chuyên làm về vlog nè, làm về beauty cũng như là làm về skincare luôn. Tiên coi chị này cũng rất là lâu rồi. Người thứ hai á là Pony. Coi make up Pony là đỉnh đó mọi người, rất đỉnh luôn. Thật sự rất đỉnh. Pony thì ai cũng biết rồi. Với lại người thứ ba mà vlog Tiên hai coi dạo này gần đây đó chính là Michelle Choi, là một cô chị vlogger ở bên Mỹ luôn. Còn mình thi hả, mình đi thích người đầu tiên mà lúc còn Tiên mới có make up luôn chắc là Michelle Phan. Đúng rồi, một thời luôn á. Thời rất là nổi tiếng, người chắc là beauty blogger Việt Tiên Nam Phong, đó. Đúng rồi. Đúng rồi, Tiên Phong. Đúng rồi. Nổi tiếng. Với lại người thứ hai là Jeffrisa, mình rất là thích Jeffrisa. Rất là thích luôn. Còn người thứ ba là mình thi xem Jessica Vũ. Jessica Vũ rất là xinh lắm luôn á, make up rất là đẹp. Rất là xinh luôn. Ok, cuối cùng sẽ là Son dưỡng. Hôm nay Tiên muốn thi sử dụng của Nivea. Nivea nhìn vậy thôi chứ đúng là hỏi lợi hại nha mọi người. Điểm nha mọi người, điểm. Đỉnh lắm. Dưỡng môi thì chắc đỉnh lắm luôn mọi người, rất rẻ và rất đỉnh vậy. Đúng rồi, rất phù hợp với những bạn học sinh sinh viên. Bạn nào mà có môi khô á, tối chỉ cần đắp một lớp này nè. Đắp ngày mai nó bông lên hết rồi. Đúng rồi, xong rồi ấy là môi siêu đẹp. Đúng rồi. Yeah, vậy là xong rồi. Yeah, cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này. Tiên mong mọi người có một cái phút giây rất là thư giãn và cũng như là vui với tụi mình. Vì là mọi người mong part 2 quá và Tiên sẽ mong là sẽ có part 3 nữa cùng với Quỳnh Thiên. Yeah. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nếu như mà mọi người thích cái điều nhảy hồi nãy của Quỳnh Thiên với Tiên thì nhớ comment bên dưới cho Quỳnh Thiên Tiên biết đâu đi làm nguyên một cái video hoàn chỉnh với lại Tiên luôn. Yeah, mọi người, bye. Bye bye mọi người, ngủ ngon.